Sáng 14 tháng 7, Đại hội Công đoàn quận Tân Bình lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được khai mạc tại Nhà văn hóa Lao động quận. Đến dự có đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí lãnh đạo quận Tân Bình và 242 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đoàn viên người lao động quận Tân Bình. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động quận đã kịp thời chăm lo cho 1.383 đoàn viên khó khăn trong dịch COVID-19, kết nạp được 34.400 đoàn viên mới, thành lập được 562 công đoàn cơ sở. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Lao động Tân Bình đã giới thiệu được 5.617 công đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét và đã kết nạp đảng 466 đồng chí đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận cũng đã xây dựng và sửa chữa trao tặng 4 máy ấm công đoàn trị giá 180 triệu đồng, phối hợp với tổ chức tài chính VimoSep đã trợ vốn cho 16.616 lượt công nhân viên chức người lao động khó khăn với tổng số tiền là 426,8 tỷ đồng. Hàng năm chăm lo Tết trên 400 phần quà trị giá 120 triệu đồng, vận động doanh nghiệp tặng vé xe cho công nhân về quê đón Tết, chăm lo học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn Lao động quận Tân Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận cần đẩy mạnh nhiều hoạt động chương trình chăm lo cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận. Sau 2 ngày làm việc sôi nổi, tích cực, đại hội đã bầu ra 23 đại biểu vào Ban chấp hành Công đoàn quận Tân Bình khóa 12. Với sự tín nhiệm của đại hội, đồng chí Đinh Trần Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Bình nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội lần thứ 12 Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.